xin chào tất cả các bạn. Hôm trước mình có trình bày bài khí máu động mạch. Trên đây thì cái video này thì nó không có gì là sai, nhưng mà cái cách trình bày của mình nó khá là khó hiểu, nên hôm nay mình sẽ trình bày lại cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó là khi ta cầm khí máu động mạch lên, ta sẽ nhìn vào pH. Đầu tiên ta sẽ nhìn vào pH thì mình sẽ biết là bệnh nhân này sẽ là nhiễm toan hay là nhiễm kiềm. Sau đó mình sẽ tự hỏi là bệnh nhân này là nhiễm, nếu mà nhiễm toan thì đó là toan chuyển hóa hay là toan thấp. Nếu mà chúng ta sẽ nhìn vào hai chỉ số, đó là chỉ số HCO3 trừ và chỉ số PCO2 để xem bệnh nhân này là nhiễm toan chuyển hóa hay là toan không thấp. Bằng cách là nếu mà HCO3 trừ này bé hơn 24 kèm theo bệnh nhân nhiễm toan thì đó là bệnh nhân đang nhiễm toan chuyển hóa. Còn nếu mà PCO2 này lớn hơn 45 và kèm theo nhiễm toan thì bệnh nhân này sẽ là đang có một cái rối loạn, đó là nhiễm toan thấp. Và cơ thể sẽ bù trừ bằng cách là khi mà bệnh nhân nhiễm toan chuyển hóa thì cái hệ hô hấp mình nó sẽ giảm không khí đi, nó sẽ tăng không khí lên để đào thải CO2 để cân bằng lại pH. Và khi mà bệnh nhân này nhiễm toan hấp thì thận sẽ bù trừ bằng cách đào thải hết, thận sẽ bù trừ bằng cách là tăng tác thu CO3 trừ, tăng tác thu HCO3 và tăng đào thải cộng, nên là nồng độ HCO3 này trừ này sẽ tăng. Đó là những rối loạn đơn thuần. Và khi mà bệnh nhân nhiễm kiềm, đó là khi pH lớn hơn 7.45 và chúng ta sẽ xem qua HCO3 trừ với lại PCO2. Nếu mà HCO3 trừ này lớn hơn 24 thì bệnh nhân này có một tình trạng đó là nhiễm kiềm chuyển hóa. Và khi mà PCO2 pH 35 thì bệnh nhân này có rối loạn chuyển hô hấp và cơ thể cũng bù trừ bằng cách khi mà nhiễm kiềm chuyển hóa thì hệ hô hấp mình sẽ giảm thông khí đi, lúc đó là sẽ tăng PCO2 lên để nồng độ H cộng mình tăng lên để đảm bảo pH. Và khi nhiễm kiềm hô hấp thì thận của mình sẽ tăng đào thải HCO3 trừ và sẽ tăng đào thải HCO3 trừ để đảm bảo nồng độ pH đạt với ngưỡng bình thường. Để tới đây em xin hết.